Mến chào các bạn đang đến với câu chuyện này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa của tác giả Vũ Chết. Chuyện đang được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên YouTube của Đam Mỹ Từng Chuyện, tập 55. Hành động cũng nhanh quá hả? Mò có mới một tuần thôi mà sao cậu cũng không đợi tới tháng sau để tôi tiếp tục trường tay đi chứ? Hàn Hách cũng cười khẽ, tại cũng đỡ hẳn rồi. Nà thần cũng cười, tôi sợ anh lấy lại tinh thần thì sẽ tức giận. Không tới mức đó đâu, tôi mà muốn nổi giận thì thể hiện ngay rồi. Hàn Hách xoay người tiếp tục đi về bãi đỗ xe. Y đã không còn bất ngờ chuyện nà thần thường xuyên không khống chế được cảm xúc của mình nữa. Chỉ là hôm nay đột nhiên nhìn không được mà nghĩ ngợi, hồi trước nếu có người nào giúp đỡ nà thần thì hắn sẽ như thế nào. Mời anh ăn cơm. Nà thần lái xe chậm chậm đi theo sau Y. Không cần khách sáo như vậy đâu. Hàn Hách cũng quay đầu lại. Anh mời tôi. Nà thần cũng dứt khoát đáp. Ý cậu là muốn ăn chung một bữa hả? Hừ. Hàn Hách vào bãi xe, nà thần cũng theo vào, dừng xe của mình ngay bên cạnh xe cổ Y. Cậu. Hàn Hách có chút do dự. Hôm nay không phải cuối tuần, những ngày đi làm thường Y không muốn ra ngoài vào buổi tối. Y cần phải ngủ đủ giấc với có thời gian tĩnh tâm thì mới có thể đảm bảo trạng thái công tác cho ngày hôm sau. Xòm thái độ có chút ngốc nghếch lại hơi cường cạo của Na Thần, làm Y vẫn phải kéo cửa xe ra. Đi thôi, ăn cái gì? Na Thần nhảy vào ghế phó lái không chút suy nghĩ rồi nói. Lần trước đi chơi điện tử không phải cạnh đó có một quán đồ ăn hấp hả? Món hấp hả? Hàn Hách cũng ngẩn người, trong mắt đi thì món hấp hay là thức ăn nhanh cũng chẳng có gì khác là có điều gì nhanh chóng phản ứng lại. Thật ra hôm nay cậu đến không phải vì bảo tôi đi ăn mà là cậu muốn đi chơi điện tử đúng không? Nà thần cũng hơi nghiêng khuôn mặt nhìn đi, khóe miệng cầm lên thành một nụ cười nhẹ. Đua xe có dám không? Ồ... Hàn Hách cười rồi nổ máy. Đã chồm luyện tập rồi phải không? Ừ, thử xem. Na thần chỉ về phía trước, nhìn đường kìa. Ra khỏi bãi xe chính là đường cái, xe cổ tấp nập. Mọi khi Hàn Hách đều phải vội vàng ra về là để tránh cảnh kẹt xe này. Hôm nay ra chế, cổng ra cũng đã chật ních xe. Cơ bản là xe nối đuôi nhau, có chút khe hở thì cũng chèn không nổi, nên nhường cho mấy xe đạp điện đi ngược chiều nhét vào. Tại đây ai nấy cũng đều tỏ ra lo lắng. 10 phút sau, xe của Hàn Hách vẫn không nhúc nhích được chút nào. Chen đi thầy An à, anh lúc này đừng có mà cao thượng quá chứ. Nà thần ở bên cạnh nói, anh cứ chạy tới còn sợ Chen không được hả? Hàn Hách đành phải cắt ngang phía trước mà nhích lên. Lên tiếp một chút nữa đi, anh vẫn còn chừa chỗ cho xe đạp điện đó hả? Xe đi nhiều ngược chiều như vậy, anh mà cho bọn họ qua hết chắc phải đợi tới sau nửa đêm đó. Hàn Hách đành lại phải tiến lên một chút nữa, đem không gian vốn hai xe đạp điện có thể chen vào, giờ chỉ còn một xe là qua được, rốt cuộc xe cũng sắp xé được ra ngoài. Nà thần ngồi ở bên cạnh cũng vỗ lên cửa kính xe liên tục kêu. Đi theo, qua qua qua. Hàn Hách đạp nhẹ chân ga, cho xe từ từ trượt ra ngoài rất chậm, chặt, mất đường lấn dẫn của xe đạp điện. Một bác trai không phục lắm mạnh mẽ theo đầu xe đi ngược chiều trên vào. Hàn Hách có chút bất đắc dĩ, đạp phanh lại. Bác trai đó cũng đột ngột dừng lại quay đầu nhìn sang Y. Hàn Hách cũng chẳng nói gì, cũng nhìn lại ông bác. Ông bác cúi đầu nhìn xe sau thì lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn Y, vẻ mặt cũng rất khó coi. Sao đây? Hàn Hách nhất thời có chút khó chịu. Mau đi đi, cũng có đụng xe vào đó, đi ngược chiều mà còn vậy nữa hả? Ông bác đó cũng không lên tiếng, tiếp tục liếc Y rồi lại cúi đầu nhìn chiếc xe của ông ta. Kỳ thật, Hàn Hách bấm còi, có bệnh sao? Bác ta rất khó chịu đi tới trước chậm chạp quẹt qua, cố ý dây dừa không tránh ra, đoạn đường nhanh chóng đã bị bịt kín. Hàn Hách đập một cái lên tay lái không muốn nói gì. Ngay khi ông bác kia đang muốn quay đầu xe, Na Thần đột nhiên lại nhoài người sang ghế lái, hướng ra ngoài cửa sổ xe. Này bác, cậu làm gì vậy? Hàn Hách cũng hoảng sợ, tuy thấy rất phiền nhưng cũng không muốn gây chuyện. Nà thần cũng mặc kệ Y, hách cằm với ông bác vẫn còn đang trừng mắt,
nhìn hai người bọn họ. Bác nhìn cái gì vậy? Ông ta cũng ngây ra. Hỏi bác đấy. Nà thần chỉ vào ông ta. Bác có chuyện gì hả? Ông bác hẳn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần cái tay đôi. Không ngờ nà thần lại hỏi một câu như vậy nên chỉ trừng mắt nhìn đi mà chẳng nói gì. Bác có chuyện gì hả? Nà thần nhìn ông ta tiếp tục nói. Có chuyện gì thì bác cứ nói đi. Ông bác há miệng thở dốc. Nà thần không cho ông ta cơ hội lên tiếng đã vung tay lên. Không có gì hả? Không có gì thì bác đi đi chứ. Ông bác bị mấy câu nói đó của nà thần làm cho mơ hồ. Hơn nữa tiếng còi cùng tiếng kêu của động cơ cùng các loại xe xung quanh cứ nổ ran. Ông ta có chút đờ người rồi là sạt cho xe điện tiến lên vài mét. Phía trước rốt cuộc lại có khe hở. Hàn Hách chen vào, 2 phút sau y cũng tụ được vào dòng xe cổ trên đường cái. Mãi cho tới khi chạy tới xa lộ, đợi tới lúc đèn đỏ hiện lên đi mới nhìn sang nà thần có chút buồn cười. Cậu vừa làm gì vậy? Có gì đâu. Ngón tay của nà thần gõ lên trên cửa kính xe rất có tiết tấu. Tôi chỉ phỏng vấn ông ta chút thôi. Nà thần kinh. Hàn Hách kết luận vừa bật ra thì lập tức hơi hối hận. Có điều nà thần hình như cũng chẳng để ý. Dựa vào lưng ghế rồi giơ ngón tay cái về phía cô ý. Thầy ăn quá tinh mát. Có chocolate đấy, ăn không? Hàn Hách chỉ ra ghế đằng sau. Nà thần với tay ra bàn ghế sau, khéo léo cầm lấy cái túi kẹo, xé túi ra rồi lấy một miếng nhét vào miệng của y. Hàn Hách có thể ngửi thấy vị thuốc lá nhàn nhạt trên ngón tay hắn. Động tác tự nhiên này trong nháy mắt khiến cho Hàn Hách lại có ảo giác hai người như là một đôi. Y ngậm miếng sô-cô-la một lát rồi mới hỏi, rửa tay chưa đấy? Rửa rồi. Nà thần nghiêng mặt sang nhìn y, bỏ ngón tay vào trong miệng ngầm, lại chậm rãi rút ra, lướt nhẹ trên bờ môi, trong mắt tràn đầy ý cười. Hàn Hách nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, bởi mục tiêu hôm nay của nà thần chủ yếu là khiêu chiến chứ không phải là ăn cơm. Cho nên ngột vào quán rồi, hai người cũng nhanh chóng ăn vì cạnh bàn. Đồ ăn ra một cái là không nói lời nào, liền cúi đầu mà ra sức ăn. Bún thịt này cũng quá già rồi đó. Ăn hay ăn hết rồi thì cũng không biết là mình đã ăn cái gì. Bởi vậy sau cái gắp đũa cuối cùng thì đánh giá món ăn một chút. Tôi còn tưởng gắp được thịt toàn là bún. Rành thì tôi làm cho anh ăn. Nà thần nói rồi ngửa đầu uống nốt canh, cầm khăn lau miệng. Đi chứ. Tìm ngược mà gấp gáp vậy đó hả? Hàn Hách đứng dậy, ý đã lâu rồi không có cảm giác bị người khác mạnh mẽ khiêu chiến đến đây. Hàn Hách không biết trong khoảng thời gian này, Nà Thần đã đến chơi bao nhiêu lần, có điều nhìn thấy hắn thành thạo bỏ sèn, tròn bối cảnh thì xem chừng là đi không ít. Nếu tôi thắng, Nà Thần quay đầu nhìn đi. Tôi thắng một ván cũng là tính thắng, nếu tôi thắng. Hàn Hách ngẩn người ngắt lời hắn, đợi đã, chơi bao nhiêu ván thế? Tôi nghĩ một chút. Nà thần cúi đầu suy nghĩ thật nghiêm túc trong chốc lát. 10 ván. Mở nó. Hàn Hách cũng cười. Chơi 10 ván mà cậu chỉ cần thắng có 1 ván được tính thắng hả? Đúng vậy. Vẻ mặt của nà thần cũng đầy nghiêm túc. Tôi vẫn chưa phá được kỷ lục anh lập nghề đá đâu, chịu không? Được. Hàn Hách cảm thấy có chút đành chịu đối với việc nà thần chơi xấu mà vẫn có thể tỏ ra đứng đắn như vậy. Ngón tay cũng nhịp lên tay lái. Cậu thắng thì sao? Thứ bảy này điều nhân có buổi biểu diễn ở phí điểm, anh tới xem. Được. Còn nếu cậu thua? Mỗi ngày đều nấu cơm cho anh. Hàn Hách bị sặc một chút nhìn nà thần nửa ngày cũng chẳng nói gì. Nà thần cau mày. Không muốn. Không phải. Hàn Hách không biết nói như thế nào, y không hiểu được ý của nà thần. Tôi không qua nhà anh nấu đâu. Nà thần có chút không kiên nhẫn. Tôi nấu xong gói lại rồi gửi cho anh. Anh ăn hay ném đi thì tôi cũng không biết. Hàn Hách chẳng nói gì, cũng bắt đầu thi thấp độ. Vừa mới bắt đầu còn chưa có cảm giác quá lớn. Sau một vòng, Hàn Hách phát hiện trình độ của nà thần tăng lên không phải là 1-2 điểm, mà là rất nhiều điểm. Ý đã không thể giống như lần trước thoải mái bỏ xa nà thần, mà xe của hắn vẫn luôn bám chặt sau xe của y. Sò bà phòng ăn hách nhìn không được rồi hít sáo. Đến bộ không ít đấy. Chẳng cuối y không nghĩ cách bỏ lại nà thần nữa, chỉ duy trì tốc độ để đề phòng nà thần đột nhiên vượt lên. Chẳng qua chạy hết đường mà nà thần cũng không thể vượt qua y.
chơi lại đi. Nathan không nhiều lời bỏ thêm tiền vào. Anh Hách cũng cười khẽ vặn gà sâm lên. Lúc này đừng đùa là đồng hoang. Tùy góc cua nhiều nhưng lại ít chướng ngại. Đối với trình độ đùa đã không còn kém như xưa mà nói. Nathan thật dễ có cơ hội đuổi kịp và vượt qua. Anh Hách nhìn chằm chằm màn hình. Cũng đã thật lâu y không chơi nghiêm túc như vậy rồi. Nghe tiếng gầm rú chuyển đến từ loa thùng, y cũng hoảng hốt có chút nhớ về rất nhiều năm trước, những tháng ngày buồn thả mà không có chút cố kỵ. Hải ván qua đi, Nathan ngừng lại không vội vã bỏ thêm sèn vào mà nhìn thoáng qua bên An Hách. Lần trước anh đưa tôi tới đây là không nghiêm túc chơi đó hả? Rất nghiêm túc nhưng còn có thể càng nghiêm túc hơn. An Hách cũng cười khẽ. Bà phán. Chơi lại, Nathan cũng khẽ cắn môi. An Hách nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Nathan. Y rất thích Nathan vào thời điểm này, có chút khó chịu, có chút không phục, còn có chút cứng đầu. Có điều sự cứng đầu của Nathan tại phán thua thứ 8 cũng bắt đầu lộ ra. Hắn ngồi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình. An Hách nhìn bộ dáng này của hắn liền có chút không đành. Kỳ thật y cũng không rõ rốt cuộc Nathan là hy vọng y đi xem buổi biểu diễn của hắn hay là muốn được nấu ăn hàng ngày cho y nữa. Chỉ là cảm thấy thằng nhóc này giờ vẫn đang buồn bực vì thua. An Hách cũng đang cân nhắc nếu nào thần muốn tiếp tục, có phải hay không nên nhường hắn một chút. Chơi lại, còn hai ván đấy. Giọng của nào thần có chút khó chịu, lại bổ sung thêm một câu. Không được nhường tôi. An Hách cũng nở nụ cười. Được. Ván thứ 9 là bản đồ đã chạy trước đó, đồng hoang. Khi chạy vòng thứ hai, An Hách liền phát hiện ra Nathan đặc biệt có cảm giác với bản đồ này. Giờ chắc là đang bực bội dùng sức bám chặt lấy xe của y. Y vẫn không có cơ hội kéo cự ly lại. Cuối cùng vào một đoạn rẽ, An Hách của vòng hơi lớn một chút chỉ với cự ly ngắn ngủi này mà y đã cảm nhận được ván này phòng trường sắp thua rồi. Quả nhiên xe của Nathan đúng lúc này dán vào bên trong sườn xe của y vượt lên. Kỳ thật, An Hách cũng kêu lên. Nathan cũng reo lên. Hai chiếc xe trước sau kém nhau không tới một giây chạy đến điểm cuối. Không đợi trên màn hình hiện ra thành tích, Nathan đã nhảy xuống xe đi tới sát kề tay. An Hách cười chê tay lại. Biết rồi. Thứ bảy tôi qua đón anh. Ngón tay Nathan cũng khẽ nhíu cảm ý. Ừ. An Hách gật đầu từ trên xe xuống dưới, hoạt động cánh tay một chút. Giờ đi sao? Đi đâu? Nathan không đáp, rất nhanh nhích lại gần kéo cổ y rồi hôn mạnh lên môi y một cái. An Hách nhất thời ngây ngần cả người. Dưới ánh đèn trái lọi tại nơi công cộng đầm đúc như thế này, nụ hôn chuột phụt quá, nhưng cảm giác mềm dịu cùng hơi thở của Nathan quét trên mặt đi, lại mang tới một cơn mê muội rất lâu. An Hách thậm chí còn cảm thấy tim mình đập mạnh, tiết tấu rối loạn. Y có chút không thể tin tưởng được vào cảm giác của chính mình. Cảm giác này xa lạ tới tưởng chừng như đã bị lãng quên mất rồi. Bất giác Y cảm thấy trái tim cũng khẽ rung lên. Nathan lùi một bước, đang muốn nói gì đó, phía sau lại đột nhiên truyền tới một tiếng rầm. Hai người đều bị âm thanh này làm cho hoảng sợ. Quay đầu lại thì thấy được vài bác gái, một người trong số đó bước ra từ mặt sau cái máy đẩy xèng. Đang khều lấy mấy cái xẻng trong máy do máy đẩy ra. Cái này chơi thế nào? Lực chú ý của Nathan lập tức bị hấp dẫn, rất hào hứng hỏi An Hách. Cái này chính là... An Hách thu hồi suy nghĩ vừa định giải thích thì một bác gái khác đột nhiên đá mạnh một cái vào cái máy đẩy xẻng khác, lại rầm một tiếng. Máy đẩy xẻng liền rớt ra vài cái xẻng. Bác gái bay tới, kêu ra. Nathan có chút giật mình nhìn không chớp mắt. Đá hả? Không phải. An Hách có chút không biết nói sao. Mấy bác gái này hẳn là khách quen, vô cùng thuần thục đá vào cái máy. Chơi cái khác đi. Tôi muốn chơi cái này. Nathan đầy hứng thú bước qua một cái máy trong đó. Anh nói cho tôi biết chơi như thế nào đi. Cái này có thể kiếm tiền mà. Chơi cái bên kia đi. Cái máy này bị đá hết rồi, đẩy ra không được đâu. An Hách giữ chặt lấy hắn, tranh thủ mấy bác gái còn đang bận càn quét. Y kéo hắn qua đứng trước một cái máy khác. An Hách rất ít chơi trò chơi này, bởi chơi nó còn phải có kiên nhẫn, lại thêm phải xem phần này như thế nào. Sau khi giải thích cách chơi cho Nathan xong, Y liền tựa vào cái máy nhìn Nathan ném một đống xèng vào bên trong. Muốn tôi giúp cậu đá một cái không?
An Hách thấy Nathan bỏ hơn 10 sen vào máy lại chẳng có động tĩnh gì, liền cười để chiêu hắn. Không cần. Nathan lắc đầu. Trò này cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế, tối đa đến 10 sen mà. Không đợi An Hách nói nữa, Nathan lại đút vào trong máy 7-8 sen. Sau đó cái máy liền nảy lên mấy cái, vài giây sau, từ máy quả nhiên có một đống sen soàn soạt bay ra rơi xuống cái máng kiểu đình đình. How? Nathan rêu hò thò tay lấy hết sen ra. An Hách tới gần cũng đếm. Cậu quăng vào bao nhiêu có đếm không? Đếm chứ, Nathan lại trực lưới, còn chưa đủ vốn đâu. Vậy cậu không thu đổ vốn được đâu. An Hách cười rồi chỉ vào cái máy. Chỗ kia xong rồi, giờ không có 180 cái ném vào thì không ra được đâu. Đúng là đồ lừa gạt. Nathan xoay người đi, đi hai bước lại đột nhiên quay về, suýt chút nữa thì đụng vào An Hách. Hắn nghiêng ngả một chút, và vào cái máy đẩy sèn. Sao thế? An Hách vươn tay ra kéo lấy hắn. Không rớt ra hả? Nathan thấy thất vọng. Phổ nghĩa, cái này mà có thể rớt ra thì cũng không đợi tới cậu đâu. An Hách có chút bất đắc dĩ. Xả phở ngã còn rất sống làm tôi sợ tới nhảy dựng. Tôi đi đồng cái kia. Nathan đi một vòng chỉ vào một cái máy nằm trong góc tối. Bước qua cái máy kia nằm ở vị trí khá khuất. Chắc đổi các bác gái đá máy chưa tới kịp càn quét. Này, An Hách nhanh chóng đuổi theo. Nathan này mà điên lên thì không biết sẽ làm gì nữa. Không đợi Nathan đi tới cảnh, một ông bác miệng gặm thuốc lá đã lướt qua dành một bước đứng trước cái máy. Ech, Nathan lại thở dài đứng lại. Ông bác đó không bỏ sèn mà đập thật mạnh vào cái máy. Sèn không rơi ra, ông lại đập thêm cái nữa. Sai rồi hả? Nathan bịt mũi lại. An Hách cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, kéo Nathan đi. Ông bác kia phòng chừng đã bị cảnh vùng hai trường, rồi mà cũng chẳng văng ra được đồng nào chọc dần, liền sử dụng lên hoàn trường. Cái máy bị ông ta đập tới kêu lên thảm thiết. An Hách cùng Nathan còn chưa đi được xa 2 mét, phía sau chuyển tới tiếng kính vỡ phồn. Nhìn lại ông bác kia đã đập nát cái lớp kính bên ngoài. Nhiều sèn quá. Nathan nắm chặt tay An Hách cười suýt xoa. Đi thôi. An Hách muốn tiếp tục đi về phía trước, ý thấy có không ít người vây quanh. Nhân viên của khu này cũng từ xa xa đang chạy lại gần. Chờ đã. Nathan không nhúc nhích, những người vây quanh máy đẩy sèn đều vươn tay và phơ lấy. Cậu. An Hách muốn ngăn cũng không còn kịp. Nathan hưng chí tăng vọt quay đầu chen vào trong đám người. Nhân viên đã gần trong gang tấc. An Hách thấy Nathan túm được một vốc sèn bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng lần ra. Kéo y quay đầu chạy ra ngoài cửa. Được rồi, đi mau. Hai người chạy ra một hơi khỏi đó, nhưng An Hách vẫn cầm tay hắn chạy tới con phố nhỏ bên cạnh mới chịu dừng lại. Cướp được bao nhiêu? An Hách cũng thở phì phò sờ vào túi của Nathan. Không nhiều. Nathan cũng cười khá. Cũng ngại vờ chỗ sèn này để lần tới mời anh chơi. Cậu vẫn nghiện chơi hả? An Hách cười rồi thò tay vào trong túi áo Nathan. Chỗ sèn này để tôi chơi thì chắc được vài ngày, còn cậu chắc chỉ được một giờ thôi quá. Nathan cũng thò vào tay, cười nửa ngày đột nhiên hạ thấp giọng kêu tên, An Hách. Ừ. An Hách dựa vào bức tường bên cạnh sờ soạn tìm thuốc lá, lấy một điếu ra rồi ngậm lên môi. Anh đi chơi với tôi có thấy vui không? Rất vui, sao thế? An Hách nhìn hắn một cái. Cho tôi tiền xu. Nathan phương tay về phía y, cùng nhau để dành đi. An Hách nhìn con đường lóe sáng trong bóng đêm của Nathan, do dự một chút tìm ở trên người lấy ra 2 đồng, đặt hết vào tay hắn. Một lần là cậu phỏng vấn ông bác kia, một lần là cậu chơi cho đầy sèn. Nathan cười khẽ đem tiền bỏ vào trong túi. An Hách cúi đầu châm thuốc vừa bật lửa lên, Nathan đột nhiên lên tiếng. Chúng ta bên nhau đi. Tay An Hách khẽ run lên, bật lửa rớt xuống đất và hết chương 56. Drama sắp tới rồi mọi người ạ. Nghe cái kiểu này có nghĩa là không. Câu trả lời của anh ấy sẽ là không. No. Lời tập sau các bạn nhé. Bye bye.